Hey, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục coi đỏ của bên mình ha. Bên trại mình chuyên cung cấp những cái dòng màu đỏ như thế này cho các bạn chơi ha. Thì dòng đầu tiên là một dòng cơ bản nhất cho các bạn chơi là dòng coi đỏ ren Red Air. Bộ ren rất tốt, màu rất đậm các bạn. Cho các bạn tham khảo ren bên mình nha ha. Thì bộ ren này các bạn mua sẽ là có giá là 50k một cặp và sẽ là 5 tặng 1 cho các bạn ha. Khi mà các bạn bắt 5 cặp thì mình sẽ tặng cho bạn một cặp các bạn chơi ha. Và các bạn bắt với đơn số lượng nhiều hơn thì sẽ có nhiều khuyến mãi hơn, các bạn sẽ inbox riêng cho mình để mình tư vấn cho các bạn ha. Ví dụ các bạn bắt nhiều hơn thì sẽ có giá sỉ, nếu mà các bạn bắt cầm 10 cặp, 15 cặp thì sẽ có giá sỉ cho các bạn rồi, cho các bạn chơi ha. Với giá ok nhất, tốt nhất cho các bạn. Với cái bộ ren tốt nhất hiện tại bên mình bán cho các bạn là rất là tốt. Và mình sẽ cuối video này, các bạn đừng có chuyển kênh thì các bạn sẽ xem được những chú cá bên mình, cái giống bên mình luôn, và có sẽ có giá phù hợp cho các bạn ha. Đây mình sẽ vớt vô cái dèo lưới cho các bạn xem nè. Đó. Tối đa và tốt nhất cái màu sắc của nó ha. Các bạn có thấy bộ ren nào mà tốt mà đầu đậm như thế này mà lên nguyên một bầy ebon hết tất cả không các bạn? Rất là khó ha. Một bầy cá lên nó sẽ có rất là nhiều cái màu sắc khác nhau cho các bạn lựa chọn. Đây là những chú cá size giống chớm tay và lên một tay các bạn. Đó thì size này sẽ giống các bạn, mình bán cho các bạn là 350.000 một cặp cho các bạn nhanh tay ha. Mình sẽ quay sát lại và cụ thể nhất có thể cho các bạn xem với cái màu sắc thực chất và ánh sáng thực chất ở ngoài nắng ha. 350.000 một cặp cho các bạn chơi một cặp coi Red Air chớm hai tay như thế này, thì mình sẽ bán là 350.000 cho các bạn tham khảo. Các bạn có thể thấy bộ cá giống bên mình không? Bộ cá giống lên full, có thể lên gần full tay nhưng mà nó có khả năng lên full lưng ha các bạn ha. Rồi mình sẽ quay những cái em gần full lưng cho các bạn xem và có giá cụ thể cho các bạn chơi luôn ha. Các bạn nào nhanh tay thực chất mà thực sự thích cá thì có thể liên hệ với mình, thì mình sẽ ship tới tận nhà cho các bạn luôn. Đó là mình ship bên giao hàng Sympathy các bạn ha. Đó, 350.000 một cặp cho những cặp coi Red Air như thế này. Thì những cái cặp mà coi Red mà không lên tay á là 100.000 các bạn. Đó, các bạn thấy những xe trong dèo không? Không lên tay là 100k, không lên tay là 100k các bạn. Mình bán đợt này xả lô cá giống cho các bạn chơi luôn. Mình chơi lớn tới các bạn luôn ha. Đó, mình sẽ lên những cái bầy con mà lên mình cứ dồn lên. Thì cá giống các bạn nào cần cho về sinh sản liền, hoặc là các bạn muốn chơi cái hồ mà bự các bạn đã thả những cái giống vào cho đẻ sinh sản cho nó kín hồ mà các bạn nuôi cái bầy con đó rất là tốt và rất là đẹp ha. Đó thì đây là cái cách mà bên trại mình cho sinh sản, nó bỏ vào một cái dèo lớn và ta cho cá đẻ ra ngoài ha. Và tiếp theo là những cặp cá có giá là 500.000 các bạn. Đó, những cặp cá có giá 500.000 hiện tại là không còn nhiều các bạn. Đó, cái những cặp cá như thế này thì không còn nhiều ha. Đó, gần full lưng các bạn, gần full lưng nha. Mình báo trước các bạn gần full lưng, mình không có re-ship nha các bạn. Đó, các bạn bắt thì các bạn phải chịu tiền thùng và tiền ship nha. Đó, thì những chú cá như thế này thì sẽ có giá là 500.000, nếu mà full luôn á là 800 các bạn. Mình báo cho các bạn luôn là full luôn là 800 ha. Đó, cho các bạn nhanh tay nha. Hiện tại là không có nhiều hàng như thế này. Thì tiếp theo là một cặp cuối cùng là coi Red Air Ribbon, chỉ có một cặp duy nhất thôi các bạn ha. 1 triệu chẵn các bạn, 1 triệu chẵn các bạn chơi ha. Đó, lên hai tay gần full lưng các bạn, gần full lưng nha. Mình sẽ quay hầu kiến và mình sẽ quay luôn top view cho các bạn xem cái thực chất, cái màu sắc của nó. Đó, em nó thì lên full tai nè, gần full lưng các bạn, có ribbon nha, tai bơi bướm nha các bạn. Chưa có lên big e thôi, tai big e thì rất là dài bự hơn nữa, nên các bạn có thể xem bộ đen bên mình với giá hợp lý nhất là gần full lưng 1 triệu các bạn. Đó, một cặp duy nhất cho ngày hôm nay cho các bạn nhanh tay ha. Một cặp duy nhất có hàng cực VIP kẹt cực siêu ngầu hết các bạn ha. 1 triệu cho một cặp coi Red Air các bạn, mình sẽ quay top view bằng giờ cho các bạn xem luôn nè. Đó, thì các bạn nào thích thì có thể bắt ha. Em này thì được nuôi tầm 3 tháng rưỡi các bạn. Đó, các bạn về cho làm giống nha.